Có nhiều cách để các doanh nghiệp có thể cải thiện, nâng cao năng suất của người lao động mà không tốn bất cứ chi phí nào. Tuy nhiên, các cách đơn giản này lại ít được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Đây là chia sẻ của ông Florent Boronek, chuyên gia về trách nhiệm xã hội của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNIDO, tại diễn đàn đào tạo nội bộ để nâng cao năng suất lao động diễn ra sáng nay. Theo ông Florent Boronek, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của người lao động, bên cạnh việc đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, xây dựng tổ chức sản xuất theo quy trình để nâng cao năng suất lao động. Có một cách mà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tiến hành mà không phải tốn bất cứ chi phí nào. Đó là tác động vào tinh thần của người lao động, tạo cho họ niềm tin vào doanh nghiệp bằng sự gần gũi tìm hiểu, chia sẻ thông tin, ngợi khen hay cảm ơn khi cần thiết. Giải pháp đơn giản này có thể vận dụng cho tất cả doanh nghiệp và sẽ tạo ra sự đồng thuận ở người lao động, cùng đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp chứ không phải là sự áp đặt. Các lãnh đạo của các công ty thường bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về công nhân của mình, gần gũi họ, mà chỉ thường quan tâm tới những yếu tố như là doanh thu, doanh số, trong khi điều này cực kỳ quan trọng, bởi bằng cách lắng nghe họ, bạn có thể phát hiện ra tài năng hay những ý tưởng của họ trong công việc. Chỉ cần thực hiện khảo sát, phiếu thăm dò nhỏ nhỏ để biết họ đang cần gì, biết được đào tạo hay là hỗ trợ họ như thế nào. Nếu không, bạn sẽ mất thời gian và tiền bạc để đào tạo những con người không đúng với chương trình hoặc là không phù hợp và phải mất công đào tạo lại từ đầu. Vòng luẩn quẩn này thường gặp ở những doanh nghiệp. Dưới góc nhìn kỹ thuật, chuyên gia về quản trị nhân sự Đào Thủy Vân, phó giám đốc phụ trách khối nguồn nhân lực Ngân hàng Thương mại của Phòng Quốc dân cho rằng, để các chương trình đào tạo nội bộ thực sự giúp ích cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, doanh nghiệp cần phải áp dụng công cụ đặt mục tiêu, tổ chức và đo lường tỷ lệ hoàn vốn đầu tư qua các chương trình đào tạo một cách khoa học. Có như vậy thì các chương trình đào tạo nhân viên mới mang lại lợi ích thực sự cho doanh nghiệp.